Mắc gì khóc? Để chị kể cho nghe. Hồi sáng chị đi chợ, cái chị gặp anh phụ nữ đẹp trai lắm. Xong rồi á, anh hỏi chị là em nhà ở đâu thế? Cứ tới lưu cho tiền em chụp cơ nơi đó đừng về à. Đó. Sao? Cái xong rồi á, anh rủ chị đi uống cà phê. Cái à, anh tới tình với chị. Có uống 3 ly nước với mày không? Không, tao rút kinh nghiệm, tao không có bắt chước mày. Chứ sao? Thì anh tới tình với chị. Đó, cái anh nói là anh thích chị, chị làm bạn gái của anh nha. Chị là bạn gái của anh nha. Ừ, cái đó em biết không? Chị sao không? Biết chị sao không? Sao? Chị từ chối. Chị đâu thích ảnh đâu. Bởi vậy, giờ chị mới khóc nè. Rồi bà từ chối rồi bắt chị bà khóc. Thì chị cảm động tâm lòng của anh đó đã dành tình cảm cho chị. Chị khóc. Sao? Đến. Đi coi Tử Nhi đi, khóc hoài. Trời ơi, quên nhiệm vụ chính. Tại nhớ anh đẹp trai quá cho nên quên. Thôi, hôm nay chúng ta sẽ coi Tử Nhi. Coi con. Coi năm 2001. 2001 là con rắn đúng không? Đúng. Con rắn là con. Con giả vô mặt mày đó. Không lên mạng gì? Để tao bấm 201 là Tân Tỵ. Tân Tỵ là đúng là bạch là đúng rồi, bạch làm là vàng chân đèn. Tôi kêu cái chân đèn là bằng vàng chứ nó sang sang không? Sang quá. Giờ chúng ta hỏi mày là cái chân bóng đèn có ai làm bằng vàng không? Không một ai là bằng vàng đúng không? Ta là bằng inox với bằng đồng không à? Cái này là vàng chân đèn mà sao? Cái chân bóng đèn là bằng vàng. Trời ơi, nghe một cái thôi là thấy không? Nhà giàu, có tiền, nói vàng chân đèn. Đúng rồi. Nghe cái mạng thấy sang ghê. Cái mạng là thấy giàu hay có tiền. Đó, để tao bấm tiếp coi sao? Sao gì? Ê dạ. Sao gì? Nam. Nam là Thủy Diệu. Thủy Diệu. Tao nghĩ á, Thủy Diệu là số tốt mày. Nhưng mà nó kỵ với nữ lắm nha. Nữ là nếu mà nữ rơi vào sau Thủy Diệu thì sẽ rất là kỳ đâu. Nhưng mà nam thì rất là tốt, không có gì cho bàn. Đúng rồi. Mày tính thử coi con nữ nó làm sao. Con nữ là sao mộc đức. Sao mộc đức là cũng sao để coi là tốt, nhiều chuyện vui, tốt lành cũng được. Trời, nghe sao mà thấy khởi đầu nó tốt dữ. Không biết tài chính nó làm sao. Tốt nha bà. Ủa gì kỳ vậy? Coi hai cái sao nó tốt dữ lắm mà. À, không được tốt nha bà. Vậy anh Tiến nói là không chú ý là sẽ dẫn tới vạ thân. Vạ thân là gì vậy? Vạ thân. Vạ thân. Không. Không bớt. Không bớt. Lỡ lời. Gây sức mất, gây ảnh hưởng này kia đó. Bàn sao á. Mày đặt đúng rồi Thị Phi. Mày đặt này vạ thân. Tôi không thích Thị Phi, tôi thích nó vậy được không? Được, ai dám cấm mày đâu. Mày coi tiếp đi. Coi Tiền. Ây da. Nếu như mà mày nói Thị Phi bạn bè cũng không được tốt thì tao bấm được cái quẻ là tiền bạc cũng tiêu pha nhiều đó. Mà tiền bạc tiêu pha nhiều thì chắc là tiền cảm gia đình chứ cũng không suôn sẻ đâu. Mày bấm thử coi. Tình cảm gia đình hay lục đục chứ không được tốt nữa bà ơi. Ừ, tao nói đó, thấy chưa, tao không cần bấm mà tao cũng biết nữa. Là mày thấy tao mốt tao làm thần luôn, gia đình tao không làm quỷ nữa. Mày mâu thuẫn nè cha, mâu thuẫn gia đình lục đục. Trời, sức khỏe chắc cũng dữ lắm đó đa. Bà tính chụp kỹ đi. Tính nè thấy chưa, tao tính rồi, tay chân bị vết bệnh hoạn này nọ đó. Tao nói mà mày nghĩ đi, tình cảm rồi gia đình lục đục rồi giờ ngoại giao bạn bè tiền bạc đâu có, thì tất nhiên sức khỏe cũng xuống vậy đúng không? Hey. Để coi tuổi hợp là tuổi nào. Đâu tuổi hợp là 18 rồi 18 rồi, người cùng tuổi.
người cùng tuổi. Đúng rồi, 1988. Đó, tuổi hợp, dễ làm ăn. Đúng rồi, để coi tuổi bị là tuổi gì nào. 96 nè, 95 nè. Ây à, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hai cái tuổi này là sẽ đặc biệt mang tới cho người Nam một cái sự buồn phiền và đau khổ. Nghe cái sao nó tốt mà sao cái số nó dữ quá đó đa. Cái sao tốt mà sao cực. Ừ, tao cũng thấy vậy. Su quá à, su từ đầu tới cuối. Để coi tháng tốt là tháng nào. Ờ, mày coi đi. Tháng tốt là tháng 8 nè, tháng 4 âm lịch. Để tao bấm thử tháng 6. Tháng 6 là tháng 5, tháng 12 âm lịch. Trời, tháng 6 hả? Để tao nói mày nghe nè. Năm có 12 tháng à, 12 âm lịch xong là ăn Tết đúng không? 12 âm lịch, 6 cái quà ăn Tết lấy gì mà vui, tháng vừa rồi buồn. Đâu phải, đang coi là nè, coi 2021. Ủa vậy hả? Tao tính là tháng 12 âm lịch là tháng 2020 rồi bà. Quá. Ủa mày nói cái gì vậy cô mày? Cuối năm tháng 2021 mà. Năm nay 2020. Trời ơi, năm nay năm 2021 cái con này. Năm nay là năm 2020 mấy, chưa tới Tết Nguyên Đán chưa tính. Ừ. Ok, tao tạm chấp nhận cái sự thật của mày. Rồi coi tiếp đi, coi con nữ đi. Con nữ. Tao không biết là cái số con nữ. Ở con hồi nãy là nam đúng không? Nam mình thấy cũng tốt mà nữ cũng tốt mà không biết cái nữ. Số là sao. Nữ. Sao tốt, may mắn thuận lợi. Vậy giờ mày thử chơi quẻ đoán với tao coi. Mày đoán thử thôi. Đừng có bấm. Giờ tao hỏi mày nè. Hồi nãy mày nói gì, tốt đúng không? Rồi mày thử coi công danh sự nghiệp tiền tài có không? Công việc tôi đoán thuận lợi đó. Đoán thuận lợi đúng không? Giờ tao bấm cho quẻ nè. Đâu có đâu. Cũng được, nhưng mà gặp nhiều vấn đề. Vấn đề gì? Thì vấn đề ngoại giao, vừa quan hệ nè. Rồi giao tiếp với bạn bè lục đục lắm, nội bộ không hà. Ủa? Sao cái sao cuốc một kỳ vậy ta? Thì bởi vậy tao mới nói hai cái số này sao nó sung ghê, đúng không? Thì coi tiếp bài, coi tài chính hả? Tiền và tài chính thì có tiền là có tất cả. Là đủ xài, đủ chi tiêu, sử dụng thôi, cũng ổn dư và cũng không thiếu. Vậy là bình đó. Đúng rồi. Thôi coi vậy cũng tạm chấp nhận. Tạm chấp nhận. Đúng rồi, tạm ổn đi. Tình cảm được không? Còn tính là không tốt đâu. Bên ngoài cho gia đình nè. Hay không thử chứ rồi. Đúng rồi. Tiêu pha, cãi cọ. Ê chà, sao vậy? Cái số nữ này kỳ quá. So với hàng nam cũng không hơn gì. Đúng rồi, không tốt hơn chút chứ bà. Nhiều khi sức khỏe nó lại tốt hơn thì sao? Đâu, đi coi tính sức khỏe đi nó coi. Sức khỏe thì cẩn thận, tránh tai nạn nước. Nước hả? Thổ lộn. Nè, tránh việc di chuyển đi lại cẩn thận xe cộ. Trời ơi, tự nhiên người ta mạng thủy mà người ta kỹ nước là kỳ lắm. Lộn, bà ơi, lâu lâu tính nhập. Ủa, mạng thủy hả? Đâu có. Ai nói bạn thủy hồi nào bà? Trời ơi, cái con này bạch lạc kim mà bạn kim. Trời ơi, tự nhiên đi bạn thủy. Bà sao? Bà này ghét rồi. Cái sao tao bấm biết tao quỷ gì mày ơi. Rồi, có tiếp đi nè. Tôi ngày thuận ngày 6 đúng không? Đúng rồi, ngày tốt thì sao? Ngày tốt 6. Tháng tốt tháng 6 bà ơi. Tháng tốt tháng 6, tháng tốt là tháng tháng 10, tháng 12 âm lịch. Tháng 10, tháng 12 âm lịch. Tháng tốt hả? Tháng tốt quá, tháng tốt. Cuối năm tháng 12 lịch tốt cũng tốt đó, cũng được. Đỡ hơn cái năm giờ. Đúng rồi, thằng kia là cuối năm xấu quá. Để tao tính thử cái tháng 6 coi. Tháng 2 với tháng 8 âm lịch mày ơi. Tháng 2 với tháng 8 âm lịch. Vừa mở đầu năm mới vừa ăn cái Tết xong cái vô tháng 2 xùi. Hãy xùi không? Kệ đi, đầu năm xui thì cuối năm gom lại. May mắn cuối năm nó may mắn lại cũng được. Nói chung là nó thấy hai cái tuổi. Cái tuổi này hai cái người nam với người nữ này thì cũng đâu có xấu như mấy cái sau kỳ trước tao với mày coi. Đúng rồi, kỳ trước nam nữ gì cũng xấu hết á. Đúng rồi, mà bây giờ tiền bạc thì cũng bình bình, sức khỏe thì cũng không tới nỗi nào tệ đâu. Nhưng mà cũng phải chú ý
phải có sức khỏe thì mới có tiền bạc, muốn có tiền bạc thì phải có sức khỏe để đi ngoại giao. Đúng vậy, nói chung là chú ý sức khỏe gia đạo, chuyện tình cảm cũng phải chú ý, nói chung là tiền bạc phải chi tiêu hợp lý, đúng không? Đúng rồi, cái gì cũng phải chi tiêu hợp lý. Đúng, giống như sáng tao đi chợ đó, đi chợ mà mua cái gì, tao lỡ trong cái hộp sàn cà đó năm ca ra cho nó chút xíu hà có bự, tao thấy nó đẹp có cái họ xin phải ý tao tao mua. Sao bảo mua cho tôi, mày mang cho dẫn ngay ra cho mua, dẫn ngay ra mua, mày mua mấy họ tao cũng mua cho mày. Ông mấy giờ chặt cái giả đi ra mua liền cho nó nóng.